Vâng, xin được chào toàn thể quý chị và các bạn đã trở lại với chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô tô. Có địa chỉ là siêu thị Autobica Hà Nội 26 đường Cầu Diễn, phường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Chuyên kinh doanh những dòng xe đã qua sử dụng và ngày hôm nay em lại rất vui khi giới thiệu đến các bạn về một chiếc xe mới được mời các em. Chiếc xe có xuất xứ của Mỹ các nhé. Đó là chiếc xe Ford Everest. Các bạn hãy cầu với quý chị nhé. Bản này hai cầu đã. Bây giờ em sẽ giới thiệu qua với anh chị về xe. Về phần ngoại thất, xe có một số tem rất là đẹp luôn, trông rất là cứng cáp và khỏe mạnh nhé. Và xe được theo định tình. Ở cái đời 2020 này xe cũng đang cải tiến chính là đó là đèn pha. Như thế này, đèn pha này là đang cải tiến rất nhiều này. Rồi cái giải đã hết năm ngày vẫn vậy thôi. Làm chỉ thay đổi một chút về cái đèn pha này của xe. Đây là xe và hai cầu, xe được thay mâm là khá là lớn của quý chị nhé, mâm lớn hơn, mâm 20 inch rất là lớn, xe hai cầu mà. Vâng, các bạn thấy xe thì tất cả gương và cửa đều là phương tiện rồi. Các bạn nhìn trong xe qua chỉ số cái lăng option của xe. Về khoang nội thất của xe thì đúng là một chiếc xe Mỹ nên là rất rộng rãi nhá, rất lớn. Đúng không? Xe có nội thất là màu đen, ghế lái chỉnh điện, rồi tất cả cái hệ thống đèn pha của xe thì rất đặc trưng của các dòng xe xuất xứ từ Mỹ hay từ châu Âu, đúng không ạ? Rồi, trên cái vô lăng 3 chấu thì cũng tích hợp rất nhiều chức năng như cái lim này đi rất là hay, là em rất thích cái điểm này, đúng không ạ? Đi là không bao giờ sợ bị quá tốc độ. Như bác thấy nội thất rất tuyệt vời nhá, màn hình giải trí vẫn nguyên bản, chưa có gì thay đổi, đúng không? Như bác thấy số cần số vào đây, hệ thống cài cầu và khóa vi sai, đúng không? Ở đây đó, khóa vi sai cầu sau này đi sẽ rất là êm, đúng không? Và khỏe đó, và cái hệ thống cân bằng điện tử. Nói chung nhìn chung với một chiếc xe được xuất xứ từ Mỹ thì phải gọi là rất tuyệt vời, rộng rãi, mà mức tiêu hao nhiên liệu thì rất đáng kể nhá, rất là khiêm tốn đấy. Xe mặc dù gầm cao, xe hai cầu. Đó. Đây cái hàng ghế thứ hai này. Trước này là đời 2020 nhưng mà xe mới đi được hơn 3 vạn, 3,5 vạn các bạn. Bác chủ bác rất giữ gìn. Đó. Ở những cái đời này là họ đã xe cũng được trang bị cả những cái cổng sạc 220V này bác này. Rất hiện đại. Đây là bản cao cấp nhất của Ford Everest. Bản này bản Titanium, hai cầu là bản cao cấp nhất đấy. Xe cũng được trang bị của cửa sổ trời toàn cảnh, đúng không ạ? Hệ thống đèn, đều đèn tự động và cốp điện. Đó. Bác thấy xe rất đẹp. Bác chủ này bác cũng lên một cái bộ thảm 5D và 6D. Rất tuyệt vời. Và đây như bác thấy này, tất cả hàng ghế thứ ba đều là ghế điện nha bác nhá. Lên xuống đều điện hết này. Đó, rất hiện đại bác ạ. Đó, em hạ xuống. Rất hiện đại, chỉ cần ấn là ghế lên và ghế xuống. Cốp thì cốp điện rồi, rất tuyệt vời. Đó. Nước sơn thì còn rất là đẹp nhá. Sơn zin phải còn trên 90%. Đây em quay gần hơn các bạn thấy này, sơn rất là đẹp. Lốp láp thì nguyên bản, lốp mâm 20 rất là to, rất là đẹp, đúng không ạ? Và hiện nay trên cái thị trường xe đã qua sử dụng thì chiếc xe này đâu đó khoảng trên 1,2 tỷ nhé quý anh chị nhé. Khoảng trên 1,2 tỷ là quý anh chị có thể mang được chiếc xe về với gia đình nhà mình để phục vụ cho việc đi lại của gia đình hay là đi công việc. Đấy. Mà nhất là các bác nào mà hay đi các cung đường đi xa, mà cuối tuần đi picnic đi chơi, gặp những cung đường khó thì đây là một cái chiếc xe rất là phù hợp. Đấy. Xe rất là đẹp, rất phù hợp với bác nào ấy. Và quý anh chị nào có quan tâm đến chiếc xe xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị Autobica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và khi quý anh chị đến với siêu thị Autobica Hà Nội chúng em chúng em sẽ cam kết tất cả với quý chị về chất lượng của xe. Đó là xe không bị đâm va để ảnh hưởng đến gầm bệ sắt xi, hay xe có bị tháo cẩu máy, bổ máy hay ngập nước thì kích nhé. Và giấy tờ an ninh an toàn rõ ràng ạ. Và tới đây chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô tô xin được tạm dừng. Hẹn quý anh chị vào những video clip tiếp theo. Quý anh chị nào có yêu mến em Trung thì cho em Trung xin một like, một đăng ký kênh để kênh của em ngày một hoàn thiện hơn, để em có thêm nhiều động lực để giới thiệu những cái mẫu xe đã qua sử dụng đến với quý anh chị hơn ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an, gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.